À Châu, anh đi làm rồi, lương tháng này đưa cho em chứ nhở? Sao lại phải đưa lương cho em? Thì cuối tháng bao nhiêu khoản điện nước các thứ phải đóng, anh không đưa cho em thì em lấy gì lo? Em cũng có thu nhập cơ mà, tiền của anh để lo việc lớn, sao anh lại phải đưa lương cho em? Thôi đi nấu cơm đi. Được rồi, em biết phải làm gì rồi. Cơm nước kiểu gì như này? Em không nấu phần anh. Tại sao ngày nào cũng phải nấu cơm phần anh nhỉ? Xem chỉ giặt đồ cho em thôi, đồ của anh cả tháng vẫn chưa giặt như này. Sao em lại phải giặt đồ của anh? Đồ của ai thì mới tự đi mà giặt. Sao tự nhiên lại mất nước như này? Tiền nước tháng này em chưa thanh toán đâu, nên chắc là họ cắt rồi. Tiền điện chắc mai cũng cắt luôn đấy. Chúng ta là vợ chồng cơ mà, em có cần phải chia rõ ràng như vậy không? Vợ chồng? Anh không nói em còn suýt nữa quên mình là vợ chồng đấy. Đã là vợ chồng thì phải cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Đằng này anh cứ giữ khư khư vào thân mình, rồi nói là phải lo việc lớn. Bao nhiêu việc ở trong nhà, sinh hoạt phí, việc nhà việc cửa, cái gì cũng đến tay em. Anh thử nghĩ xem, như vậy có là gia đình không?